các lens siêu rộng mà mình từng sử dụng là con lens 16-35 f2.8 Canon, 12-24 f4G Sony và 12-24 f2.8 GM. Cuối cùng hiện tại mình đây 14-24 f2.8 Sigma. Đó. Và mình quyết định dừng lại con này. Tại sao lại như vậy? Mình sẽ so sánh về 4 thông số: chất lượng quang học, giá thành, trọng lượng và nhu cầu tiêu cự. Đầu tiên đối với lens 16-35 thì hồi đó mình dùng Canon ha. Thì đối mình góc 16 nó vẫn hơi thiếu cái gì đó. Nó có thể thích hợp với nhiều người. Họ có thể chụp hình cưới, chụp hình nội thất gì đó vẫn được với góc 16. Nhưng mình thì cần một góc rộng hơn. Nên đối với 16 mình không so sánh thêm loại. Tiếp theo là con 12-24 F4G của Sony. Đây là giai đoạn mình chuyển hẳn qua Sony luôn ha. Con lens này thì có chất lượng quang học thì ở mức trung bình, méo khá nhiều, màu sắc cho ra cũng mức trung bình thôi. Viền tím thì dùng cực nắng nhẹ thôi nhưng mà nó cũng khá nhiều đó. Giá mới thì tầm 37 triệu, hơi chát. Nhưng mà được cái là trọng lượng nó rất là nhẹ đó. Và tiêu cự 12 thì bạn cũng thoải mái cho việc chụp hình luôn. Và thứ ba là con 12-24 f2.8 GM đó. Con lens này thì có gấp mà mình không đô tiền để mà mua đâu, chỉ có thuê được thôi. Thì nó chất lượng rất là tốt, không có gì phải bàn cãi cả. Mỗi tội là giá nó hơi chát thôi, hơn 70 triệu, bỏ qua. Cuối cùng là con lens mình cầm trên tay 14-24 Sigma Art. Ưu điểm là cũng giống như con GM thôi, ít méo, ít viền tím, màu sắc cho ra rất là đẹp. Mình không có gì để chê con này cả luôn á. Giá thành mới thì cũng có 27 triệu thôi, rẻ hơn rất nhiều so với con G của Sony rồi. Đó. Mà có nhiều bạn thì so sánh con 14 với 12 nó hơi gập kiễng luôn, nhưng mình thực sự là mình không cần. Với nhu cầu chụp hình đó, thì bạn sẽ có thể dùng nhiều 12, nhưng mà mình quay 70% và chụp chỉ là 30% thôi, thành ra là mình sẽ ưu tiên dùng tiêu cự 14 hơn. Và khi mình quay thì mình toàn zoom từ tiêu cự 14 trở lên không à. Ít khi nào mình để xuống tiêu cự 12 thì mình quay lắm. Nên là mình thấy con này rất là hợp lý với mình đó. Nhu cầu mình là như vậy thôi. Còn các bạn thì tùy vào nhu cầu và tài chính của mỗi người nữa mà sẽ tự có cái kế hoạch riêng như mình, tự có sự lựa chọn riêng đó. Thế thôi nhé. Bye.